Kiều Giang kính chào các bạn. Hôm nay là ngày thứ bảy mùng 2 Tết. Ở bên tiểu bang Washington State mình có bão tuyết rất là lớn. Sáng sớm là 3 giờ sáng tuyết, mãi tới giờ đây là đây là 10 giờ sáng. Tuyết vẫn ngập tràn. Rồi sang mùng 3 vẫn còn tuyết, nhưng mà chiều mùng 3 thì tuyết mới bắt đầu tan và hiện tại đây là vẫn còn mùng 2. Thì các bạn thấy đó, chỉ trong vòng vài tiếng thôi mà tuyết nó xuống ngập tràn luôn, xe phủ đầy hết, không ai đi làm. Đây là sân trước, mấy cây qua bên mấy cái đoạn quay mà mấy tháng trước các bạn thấy đó, cây này, cây magnolia đó, bây giờ phủ tuyết trắng. Thì cái ở hạng 3, đợt tuyết năm nay nó hơi bị khô cho nên gió cuốn thì nó tấp vào cái hàng ba của mình. Bình thường tuyết nó không vô sâu như vậy mà do bởi năm nay Hai tuyết chú này. nó khô á, tuyết bột. Hai Con chó thích ra ngoài chơi chú tuyết. Trong đầu chắc nghĩ nó cái gì đó lạ lạ, này. lạnh lạnh. Các bạn thấy xe mình đó, bột rơi rớt rồi cái nào tan thì đông thành đá, sợi sợi đi xuống chỗ ngay chỗ chiếc xe mình. Play? You wanna play, June? What? Do you wanna play? Junie. What she running? The way she runs. Wait, aren't dogs like her? Usually get cold. She can get cold fast. Then why are you laying her out? She got bored. You go inside? You go inside? Let's go inside. Come on. Ở bên hông nhà cái dốc nó hơi cao cho nên bà con ra đây chơi nhiều lắm, người ta chơi nãy giờ tôi nghỉ mệt hết rồi, gia đình mình mới ra. Mấy năm trước còn nhiều hơn nữa, mấy năm nay thì mấy đứa nhỏ trong xóm dọn đi hết mớ rồi. Thông thường ở đây Tết ấy, vẫn còn đi làm, nhưng mà nhân dịp năm nay tuyết xuống nhiều quá thì cũng không có đi đi làm luôn. Nhiều người nghỉ rất là nhiều tại vì đường đi trơn trượt rất là khó khăn, đôi khi đi ra dễ bị tai nạn cho nên ai cũng ở nhà trơn. Cái công việc nào cần thiết lắm như là bác sĩ y tế này kia đó, trong làm ngành bên ngành y á, thì giống như dược sĩ này kia họ bắt buộc họ phải đi. Bây giờ thì Kiều Giang chơi đã rồi, chuẩn bị vô làm bún thịt nướng để cúng mùng 2. Các bạn có thể xem cái link ở dưới, Kiều Giang để dưới description đó, ở phần mô tả ở dưới nha. Cái thịt này Kiều Giang đã chỉ các bạn cách ướp rồi, nằm trong cái tựa đề là bánh hỏi thịt nướng. Cái thịt nướng này làm rất là ngon, các bạn nên thử. Làm ăn với bún thịt nướng nè, với lại bánh mì hay là làm bánh hỏi thì ăn ngon vô cùng. Kiều Giang bảo đảm là các bạn sẽ thích. Nếu mà ai không thích ăn mặn mấy thì bớt một tí muối trong cái phần công thức Kiều Giang chỉ. Nếu ai thích ăn mặn một chút thì nó rất là vừa ăn. Con chó nó ngồi nó dòm đã rồi, nó buồn ngủ nó ngủ rồi.
Ở ngoài trời tiết mà đi ra nhóm lửa thì lạnh thì lạnh thôi, nhưng mà cũng có chắc than nó tấp lên cũng ấm. Ở ngoài tiết vẫn còn rơi đó, các bạn nhìn không thấy đâu tại vì quay hơi xa. Cái cây tắc kế bên mình phải dời vô, tại vì tắc vô trong hàng ba nhiều quá thì cây tắc sợ chết, chịu không nổi.